em dần cuộc đời. À, vâng, em xin chào quý vị. Nay em bán cho quý vị một cái con công suất nhé, công suất Onkyo. Con này là con Onkyo CR15X nha quý vị, 15X. Để cho mọi người về là cắm điện thoại vào nghe nhạc hoặc là cắm máy tính vào nghe nhạc nhé. Con này em bán công suất nha, còn hai cái loa này em nắp vào để cho quý vị tưởng tượng được là cái con này thì nó sẽ ghép với cái loa gì thôi. Đấy. Bọn này những con công suất như này nha, nó có thể được ghép được với cả những cái đôi loa mini. Vâng, đôi loa mini bát nó khoảng tầm từ 10 đến khoảng 13 14 cm như cái đôi loa này nhá. Bát được khoảng tầm 10 đến 13 cm là ghép ok thoải mái luôn nhá. Vâng. Dòng này thậm chí là quý vị có thể là dùng ghép nó toàn giải được. Nó toàn giải thì nó bát nó cũng tầm tầm này thì nghe rất ok luôn. Đấy. Đây là công suất Onkyo CR15X. Một trong những cái đời mà công suất tiếng khá là hay của Onkyo. Đấy, dòng tem đồng này. Có cái tem đồng ở đây. Một tem đồng và tem màu đồng nha, tem màu đồng ở đây. Những cái dòng này thì thường tiếng khá là tốt. Size của nó là size đi là 19.5. Đấy. Đấy nha. Nhỏ xinh thôi và dùng để kéo các cái cặp loa mini như thế này. Nó toàn giải rất ok. Đấy. Đấy, xin mời quý vị nghe sự sâm của nó này. Đấy. Con này thì là em bán cho mọi người chức năng công suất thôi nhé. Còn các cái chức năng khác mọi người về tự nghiên cứu cho em. Vâng. Chức năng CD với cả FM tôi về nghiên cứu cho em nhé. Theo em nghĩ trong cuộc tình này thì cả hai ta đều còn lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã là hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngơ. Còn anh thì mu và ngơ. Cũng có lúc khi này khi khác. Đây là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngơ. Nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Đấy. Này quý vị thấy không ạ? Những cái con âm đi này nó xử lý cho trung âm và tiếng bass rất là tốt nha. Nên là nếu như mà để ghép với cả loa toàn giải và những cái cặp loa mini này thì là cực kỳ hay luôn. Đấy. Thế con này đây, ngoại hình của nó đây nhá. Đây. Đây. Hình đây nhá. Vỏ viết còn rất ok. Đấy. 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 Ở đây thì nó hơi bị cái nhựa này nó hơi bị bung ra một tí xíu nhé, quý vị về chịu khó dán lại cho em tí nhé. Đấy. Cái keo 52 dán nó lại. Đấy. Đấy. Con này thì nó cái này nó chỉ là cái nhựa bảo vệ cái ấy đây thôi. Vâng. Quý vị về có thể lấy keo 52 dán vào. Đấy, như này đấy, nó hơi bung ra một tí rắc là do cái này thôi. Cái con này thì em bán cho quý vị giá là đi thế những con này bình thường ra là 8-900 đấy, rồi cái nắp ở đằng sau nó hơi bung ra tí đi thôi, để em để cho quý vị giá là đi 690.000 nhá. Quý vị nào có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em. Số điện thoại bên em là 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng Nguyễn Đình Nam Từ Liêm Hà Nội nhé. Và con này thì mọi người lưu ý là nó sử dụng điện 100V nhé, mọi người đừng ai cắm nhầm. Vâng, em xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.